Cá mâm nào lắp vào như chiên chè 150 không chị? Hello anh em nha. Thì hôm nay mình mới về mâm ba đeo em trai. Lắp cho em 135, 150. Lắp 150 thì như chiên nha. Đây là cặn kèm full bi ống chỉ đầy đủ trước sau nha anh em. Thì cái này mình có thể chế lắp cho tất cả các dòng xe khác là Winner, Senchi, Raider nha. Đây. Tặng full bi ống chỉ trước sau và đủ màu, bốn màu trắng, đỏ, xanh, đen nha anh em. Và đây mình còn mang 5 cây nữa nha. Đây. Lắp ráp như zin thì bản này bản 1416 nha. Mang ba đeo cũng chị cũng bản 1616. Rồi còn 5 cây thì 1416. Thì 5 cây là mình chỉ có màu đen và màu bạc thôi nha anh em. Màu bạc đây thì cặp này là đây. Thì anh em có thể đi được những dòng mâm ở đây thì anh em có thể đi được lớp có ruột và lớp đúc không ruột nha anh em. Thì ngoài ra mình còn mâm cho rất là nhiều dòng xe khác nữa. Thì cái mẫu này là mình bán với giá là 1.850.000, tặng kèm cho anh em một cái đĩa và full ốc xe la da nha. Tặng kèm đĩa và ốc xe la da như gì. Rồi 1.850.000 ship có toàn quốc nha anh em. Inbox Zalo mình nha. Bye anh em.